Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 43. Ngô Tam nói, người của Thế Gia Đồ Đắng chúng ta được Ma Lang Đại Nhân che chở, vào thời điểm mấu chốt có thể được Ma Lang Đại Nhân ban cho sức mạnh, nhưng có hạn chế số lần. Mỗi lần mượn sức mạnh của Ma Lang Đại Nhân, chúng ta cần hiến tế 1/3 linh hồn. Ngô Tam chật vật giơ cánh tay lên, chỉ vào hai mắt của mình. Chỉ thấy phần tròng trắng mắt của hắn ta đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, chỉ còn lại một con ngươi vẫn có màu đen ban đầu. Ngô Tam nói, trước đó tôi đã mượn sức mạnh của Ma Lang Đại Nhân một lần, hôm nay là lần thứ hai, cho nên linh hồn của ta đã bị hiến tế 2/3, chỉ cần hiến tế thêm một lần thì tròng mắt cũng sẽ biến thành màu đỏ. Vậy sẽ như thế nào? Đến lúc đó linh hồn của tôi sẽ trở thành một bộ phận của Ma Lang Đại Nhân, cơ thể của tôi sẽ bị Ma Lang Đại Nhân khống chế, có thể hòa thành một thế với Ma Lang Đại Nhân, là vinh dự của mỗi tộc nhân Thế Gia Đồ Đẳng chúng ta. Ngô Tam nói xong còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lục Vân lại cảm thấy biến thái đến cực điểm. Vừa nghe là biết Ma Lang Đại Nhân kia không phải thứ gì đứng đản. Mấu chốt là không biết thế giới này còn ẩn chứa bao nhiêu thế gia tương tự với Thế Gia Đồ Đẳng. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi cổ quái nói, mày cảm thấy đây là vinh quang thì vì sao không triệu hồi nó ra một lần nữa, đủ 3 lượt thì không phải linh hồn của mày đều được hiến tế cho nó sao? Ngô Tam cười khổ lắc đầu, anh nghĩ tôi không muốn sao, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể gọi về Ma Lang Đại Nhân 2 lần. Vậy thật là đáng tiếc, hôm nay mày không thể chết một cách vinh dự rồi. Lục Vân hơi châm chọc mà nói một câu, quay đầu lại liếc nhìn một cái rồi lại hỏi, cô bé kia là như thế nào? Nó là con cưng được Ma Lang Đại Nhân lựa chọn. Con cưng? Đúng vậy, hàng năm Ma Lang Đại Nhân sẽ chọn lựa một đứa con cưng, tiểu xúc. À, ấn ký trên vai Xảo Xảo chính là dấu hiệu của con cưng. Ngô Tam vừa định gọi cô bé kia là tiểu xúc sinh thì thấy Lục Vân trừng mắt một cái, vội vàng sửa miệng. Lục Vân mới biết được cô bé này tên là Ngô Xảo Xảo. Nhưng con cưng là tình huống như thế nào? Lục Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngô Tam phun ra một búng máu và nói. Cái gọi là con cưng chính là vinh hạnh trở thành vật hiến tế của Ma Lang Đại Nhân, chỉ có hàng năm hiến tế một đứa con cưng thì Ma Lang Đại Nhân mới tiếp tục che chở cho chúng ta. Vớ vẩn, Lục Vân vừa nghe Ngô Tam nói vậy thì lập tức tức giận. Đứa nhỏ còn bé như vậy mà bị mang đi làm vật hiến tế, còn Mỹ Kỳ danh bảo là con cưng, đúng là hung tàn. Ma Lang Đại Nhân kia quả nhiên không phải thứ tốt gì. Ngô Tam lại không cảm thấy như vậy, tâm lý vặn vẹo nói. Có thể trở thành con cưng của Ma Lang Đại Nhân là chuyện đáng kiêu ngạo nhất, nhưng tiểu xúc sinh này lại không biết quý trọng, còn muốn chạy trốn. Thả dám chó con mẹ mày. Lục Vân đá một cước vào đầu Ngô Tam, lạnh lùng nói, Thế Gia Đồ Đẳng tụi mày ở nơi nào, lập tức nói cho tao biết. Khụ khụ. Ngô Tam đau đớn nôn ra máu, trên mặt lại hiện ra nụ cười vặn vẹo, có chút khinh miệt nhìn chằm chằm Lục Vân và nói, Thiên Sát Phương, chẳng lẽ anh nghĩ bằng sức lực của một mình anh thì có thể đối kháng? Với toàn bộ Thế Gia Ma Lang sao? Nói cho tao biết. Vị trí Lục Vân lại quát lạnh. Ngô Tam không trả lời mà tiếp tục nói, tôi thừa nhận anh có vài phần thực lực, nhưng ở trước mặt Ma Lang Đại Nhân, chút thực lực ấy căn bản không đủ xem. Tao bảo mày cho tao biết vị trí. Thiên Sát Phương, anh cũng biết trước đó tôi rất xem thường anh, loại người như chúng tôi đều xem thường anh, cảm thấy anh là thằng hề nhảy nhớt, nhưng hôm nay tôi phát hiện chúng tôi sai rồi. Anh quả thật không giống với chúng tôi. Bất kể là những người tu luyện Côn Lôn hay là Thế Gia Đồ Đằng ẩn thế chúng tôi, kỳ thật đều rất ích kỷ, cái gì mà nổi lo nước nhà, cái gì mà ngày tận thế, căn bản không tồn tại. Bởi vì nhân từ chỉ biến thành vật cản, lãng phí sức lực của chúng tôi. Thiên Sát Phương, anh còn trẻ như vậy mà đã có thực lực như thế, chứng minh thiên phú tu luyện của anh rất tốt, tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện của người khác, dùng nhiều chút thời gian trong việc tu luyện thì mới có lợi cho anh. Lòng nhân từ mà anh nói đến, để nó gặp quỷ đi thôi. Phanh. Ngô Tam lầm bầm lầu bầu không ngừng. Lục Vân hết sức bực bội, trực tiếp tung một cước ấn đầu hắn ta vào vũng bùn, cả giận nói, con mẹ nó tao bảo mày nói vị trí cho tao, mày nói nhảm nhí mãi làm gì, không muốn nói thì đi chết đi. Ha ha ha, Thiên Sát Phương, sao tôi lại không muốn nói chứ, tôi ước gì anh đi tìm Ma Lang Đại Nhân, sau đó để Ma Lang Đại Nhân xé nát anh, đưa anh xuống địa ngục gặp mặt tôi. Đầu Ngô Tam bị ấn vào vũng bùn, nhưng vẫn nhe răng cười. Trong túi tôi có một khối ngọc bài, anh cầm lên thì có thể tìm được Ngô gia chúng tôi rất chờ mong anh sớm đi xuống dưới gặp tôi. Lục Vân lục túi của Ngô Tam,
quả nhiên tìm được một khối ngọc bài trong đó. Cái này khá giống với ngọc bài lúc trước Mộc Bình đưa ra khi lên Côn Lôn tìm Đan Dương Tông, đều dùng để chỉ dẫn phương hướng. Lục Vân thu hồi ngọc bài, buông lỏng chân ra, hờ hững nhìn xuống Ngô Tam. Lục Vân này làm gì cũng có chuẩn tắc của tao, không cần mày dạy tao, có lẽ theo ý của mày đây là xen vào việc của người khác, nhưng đổi với tao thì nó chính là điểm mấu chốt đạo đức. Tụi mày ích kỷ có đạo lý ích kỷ của tụi mày, nhưng đừng áp đặt tiêu chuẩn ích kỷ đó lên người của tao, đường đi khác nhau, đừng ai đi đánh giá ai cả. Lục Vân thản nhiên nói xong. Ngô Tam lại đang cười điên cuồng. Hắn ta cảm thấy lời nói của Lục Vân như trò cười. Trên thế giới này có nhiều chuyện bất bình như vậy, có ai quản à? Anh quản được sao? Anh quản được toàn bộ sao? Tự lo cho bản thân không được sao? Không có việc gì mà thích làm thánh nhân à? Còn nữa, Lục Vân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, mày nói quản việc này là lãng phí sức lực, sẽ chậm trễ tu luyện, kỳ thật trong mắt tao cũng chưa chắc. Oanh! Nói xong, khí thế trên người Lục Vân lập tức bùng nổ. Ngô Thiên Bưu, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lục Vân hoàn toàn bày ra khí thức tu luyện giả của mình. Dù sao Ngô Tam cũng là người sắp chết, vậy hãy để hẳn ta chết rõ ràng. Quả nhiên, khi cảm nhận được khí thế vô cùng kinh khủng trên người Lục Vân, Ngô Tam luống cuống, hoảng sợ mở to hai mắt, anh lại là Kim Đan Kỳ. Đại viên mãn. Kim Đan Kỳ đại viên mãn có thể so với lão yêu quái trăm năm không hiện thế này. Làm sao có thể? Ngô Tam gào thét một tiếng, bắt đầu giấy giụa đứng dậy. Hắn ta muốn qua giành ngọc bài trên người Lục Vân. Hắn ta muốn đi đập nát khối ngọc bài kia. Sợ Lục Vân sẽ cầm khối ngọc bài này đến Ngô gia, đến lúc đó nhất định là tai họa của Ngô gia. Không thể, Ngô Tam vô cùng hối hận. Chủ yếu là hắn ta thật sự không nghĩ đến Thiên Sát Vương tuổi quá trẻ, tu vi lại đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Trừ Ma Lang đại nhân ra thì căn bản không ai chế tài được hắn. Nhưng với tình hình hiện giờ của Ma Lang đại nhân, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Tới giờ khắc này Ngô Tam mới biết mình gây đại họa nên liều mạng muốn cứu vấn. Nhưng lấy thân thể suy yếu của hắn ta thì làm sao có thể là đối thủ của Lục Vân. Trong lúc giấy giụa, khí thế của Lục Vân chấn động, một cây kim châm bản ra từ trên người Ngô Tam. Đây là cây kim châm dùng để treo mạng cho Ngô Tam. Kim châm rời khỏi người thì Ngô Tam lập tức bịch một tiếng ngã xuống đất, chết triệt triệt để để. Hai mắt hẳn ta vẫn đang trừng thật lớn. Lục Vân không thèm nhìn tới mà thu lại khí thế trên người rồi xoay người rời đi. Để mảnh vườn hoang này trở thành nơi chôn thây của Ngô Tam. Quả thật như Ngô Tam vừa nói, Kim Đan Kỳ đại viên mãn chính là cánh giới chân chính của Lục Vân. Đây là nhờ vào thần công vô danh. Thần công vô danh vốn rất bá đạo, khiến Lục Vân tu luyện giống như được trời giúp. Hơn nữa trước đó cắn nuốt tu vi của vài người làm cảnh giới của hẳn đã tới Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Dựa theo cách nói của lão đạo sĩ sư phụ thì cảnh giới đỉnh cao của tu luyện giả thế giới này chính là Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Trước kia Lục Vân không hiểu, thẳng đến hẳn cũng tới cảnh giới này thì mới nhận ra biến hóa kỳ lạ trong đó. Tu vi không gia tăng. Cho dù tiếp tục dùng thần công vô danh đi cần nuốt tu vi của người khác thì vẫn vậy. Giống như bị một sức mạnh vô hình trói buộc lại. Gắt gao chèn ép, không thể động đậy. Cho nên Lục Vân mới nghĩ đến cách khác, tỉ như cân nuốt càng nhiều linh hỏa, như vậy cho dù đối mặt với Kim Đan Kỳ đại viên mãn tương đương thì hẳn cũng có chiến lực cao hơn một phần. Tạm thời Lục Vân không lo lắng về chuyện này. Hắn đi nhanh trở lại bên người Liễu Yên Nhi. Lúc này Ngô Sảo Sảo đã hết sốt cao, dùng giọng nói cực kỳ suy yếu nói, chị, cầu xin chị mau cứu ba, ba giúp em chạy trốn nên bị bọn họ bắt được. Nói xong thì cô bé bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như mưa. Liễu Yên Nhi lộ ra vẻ mặt đau lòng. Lục Vân đại khái nghe hiểu ý của cô bé. Nhất định là ba của Ngô Sảo Sảo không đành lòng nhìn con gái mình bị hiến tế, vì thế lén tiễn cô bé đi, kết quả lại bị những người khác của Ngô gia ngăn lại. Mà Ngô Tam thì phụ trách đuổi bắt Ngô Sảo Sảo. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của hắn ta thì bắt một cô bé trở về vốn là chuyện dễ dàng, ai đoán được lại đụng phải hai người Lục Vân giữa đường chứ. Chị Yên Nhị, chị dẫn Sảo Sảo về tỉnh Giang Nam trước, em đến Ngô gia thăm dò tình hình thử, Lục Vân nói. Được, tiểu Lục Vân em cẩn thận đấy, tụi chị chờ em ở tỉnh Giang Nam. Liễu Yên Nhi cũng biết mình không giúp được gì, vì thế liền gật đầu, ôm Ngô Sảo Sảo rời đi trước một bước. Lục Vân hơi nheo mắt lại, đánh giá ngọc bài trong tay.
em cũng muốn xem rốt cuộc Ma Lang đại nhân kia là thần thánh phương nào. Trong một khu vực riêng tư của tỉnh Vân Quý có một mảnh trang viên to lớn tọa lạc. Ở cửa chính có một pho tượng hình sói uy phong lãm lẫm trông rất sống động, mắt sói híp lại thành khe hở, nhìn chăm chú về phía trước làm người ta sợ hãi, tất nhiên cũng không dám dễ dàng tới gần. Tòa trang viên này chính là vị trí của Ngô gia. Cửa chính của trang viên thoạt nhìn trang bị khóa điện tử công nghệ cao, nhưng chỉ có người của Ngô gia mới biết được trong khóa điện tử này có bố trí trận pháp, cần thẻ bài thân phận đặc thù mới có thể mở ra. Giờ phút này, gia chủ Ngô Thiên Bưu của Ngô gia đang rất giận dữ. Phía dưới có một người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy máu chắp hai tay sau lưng, bị cái cùm thật to khóa lại. Đó là ba của Ngô Sảo Sảo, Ngô Minh Sương. Ngô Minh Sương, mày có biết tội của mình không? Ngô Thiên Bưu tức giận quát hỏi, trên người vần quanh huyết khí, trông cực kỳ khủng bố. Ngô Minh Sương vội vàng dập đầu xuống đất, đau thương nói, gia chủ, Minh Sương biết tội, nhưng Sảo Sảo còn nhỏ như vậy, tôi đã hứa với người mẹ đã chết của nó là phải chăm sóc cho nó thật tốt. Ngô Minh Sương, tao không muốn nghe mày nói nhảm, Ngô Sảo Sảo là người được Ma Lang đại nhân lựa chọn, nó được trở thành vật hiến tế của Ma Lang đại nhân thì mày nên cảm thấy kiêu ngạo cho nó. Ngô Thiên Bưu tức giận cắt ngang. Tôi hiểu, thật sự rất cảm kích Ma Lang đại nhân súng hạnh Sảo Sảo nhà tôi, nhưng tôi thật sự không đành lòng nhìn thấy Sảo Sảo bị ném vào huyết trì. Buồn cười, nghe ý của mì thì hình như cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn. Mày đang nghi ngờ Ma Lang đại nhân? Không dám. Minh Sương không dám. Ngô Minh Sương sợ hãi dập đầu xuống đất, khẩn cầu nói, gia chủ, Minh Sương nguyện ý thay thế Sảo Sảo nhảy vào huyết tỳ, trở thành hiến tế của Ma Lang đại nhân. Mày, Ngô Thiên Bưu lộ vẻ khinh miệt, mày đủ tư cách sao? Con cưng được Ma Lang đại nhân lựa chọn mà mày nói đối là đối. Mày không sợ mạo phạm Ma Lang đại nhân? Thân thể Ngô Minh Sương run lên, không dám nói lời nào. Ngô Thiên Bưu tiếp tục nói, Ma Lang đại nhân ban sức mạnh cho chúng ta, hàng năm chúng ta sẽ hiến tế một con cưng cho ngài, nhiều năm qua chưa bao giờ xuất hiện ngoại lệ, sao tới lượt mày lại không được. Ngô gia rất khổng lồ, không biết có phải do là thế gia đồ đăng hay không mà năng lực sinh dục của mỗi người đều rất mạnh, một phát trúng thưởng là chuyện thường xảy ra. Cho nên dù hàng năm hiến tế mất một người thì vẫn rất đông đảo. Chắc đây là một loại cân bằng sinh thái. Ngô Thiên Bưu đang giận dữ thì một tộc nhân của Ngô gia đột nhiên vội vã chạy vào. Gia chủ, tình hình có gì đó không đúng. Cái gì không đúng? Vừa rồi khi tôi làm nhiệm vụ ở phòng giám sát an ninh thì thấy có người mở khóa cửa vào của Ngô gia, tin tức điện tử biểu hiện là Ngô Tam, nhưng tôi nhìn hình thể của người kia căn bản không giống Ngô Tam. Chẳng lẽ Ngô Tam đã xảy ra vấn đề? Sắc mặt Ngô Thiên Bưu lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngô Tam là do ông ta phái ra đi bắt Ngô Sảo Sảo, hiện tại có người cầm thẻ bài thân phận của Ngô Tam mà xông vào, chứng minh Ngô Tam nhất định đã xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không mang Ngô Sảo Sảo về, làm lỡ thời gian hiến tế quy định thì Ma Lang đại nhân nhất định sẽ tức giận. Đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì, không ai có thể đoán trước. Đồ đáng chết, Ngô Thiên Bưu lộ vẻ hung ác, đá một chân vào người của Ngô Minh Sương. Nếu không phải do tên tội nhân của Ngô gia này thả chạy Ngô Sảo Sảo thì căn bản không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy. Tuy Ngô Minh Sương trúng một chân của Ngô Thiên Bưu, nhưng nghe nói Ngô Tam không mang Ngô Sảo Sảo về thì trong lòng lập tức sinh ra một tia may mắn. Ngô Thiên Bưu âm trầm nói, lập tức đi phòng giám sát an ninh, tìm ra người kia, tôi cũng muốn xem là ai ăn gan hùm mật gấu dám xen vào chuyện của Ngô gia. Tuân lệnh. Không cần. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên. Chỉ thấy một thanh niên chậm rãi đi vào từ ngoài cửa. Mũ lưỡi chai, kính râm, khẩu trang đã che chẩn kín dáng vẻ của hắn. Đó chính là Lục Vân. Trên người Ngô Thiên Bưu đột nhiên ngưng tụ ra một luồng huyết khí nồng nặc, cảnh giác nhìn chăm chú vào Lục Vân và nói, mày là người nào? Tại sao thẻ bài thân phận của Ngô Tam lại nằm trên người mày? Đến Ngô gia là vì chuyện gì? Ngô Thiên Bưu liên tục hỏi ra ba vấn đề. Lục Vân nói, Ngô Tam đã bị tao giết. Ngô Sảo Sảo nằm trên tay tao, còn thân phận của tao thì mày không cần biết. Lục Vân không tháo kính và khẩu trang xuống, cũng không tính bại lộ thân phận. Trước đó khi đối mặt với Ngô Tam, Lục Vân vốn định dùng thân phận Thiên Sát Vương đi đàn áp hắn ta, kết quả không những không thành công mà còn bị Ngô Tam hung hăng giễu cợt. Rốt cục Lục Vân cũng nhận rõ một sự thật. Trong mắt một số thế lực thần bí thì thân phận Thiên Sát Vương của hắn thuần túy chỉ là một chuyện tiếu lâm. Một khi đã như vậy, hắn không cần để lộ thân phận, để tránh lại chịu trào phúng,
cũng tránh đưa tới phiền toái. Ngô Thiên Bưu nheo hai mắt lại, nói, mày muốn cái gì, tiền? Mày có thể giết được Ngô Tam chứng minh cũng là tu luyện giả, thứ như tiền tài chắc chẳng là gì đối với mày đúng không? Hắn căn bản không để ý Ngô Tam đã chết chưa, chỉ quan tâm là Ngô Sảo Sảo nằm trên tay của Lục Vân. Theo Ngô Thiên Bưu thấy, lần này Lục Vân xông vào Ngô gia nhất định là muốn bàn điều kiện với Ngô gia, là điều kiện trao đổi Ngô Sảo Sảo. Lục Vân lắc lắc đầu, nói, không phải, tao tới là vì dẫn cha của Ngô Sảo Sảo đi, mặt khác, thuận tiện gặp lại Ma Lang đại nhân mà tụi mày nói đến. Làm cản, Ngô Thiên Bưu gầm lên một tiếng, sau đó cười lạnh và nói, người trẻ tuổi, mày có biết mình đang nói gì không? Ông ta chưa từng gặp qua người cuồng vọng như vậy. Một mình xông vào Ngô gia, nói muốn dẫn tội nhân của Ngô gia bọn họ đi, không chỉ như thế mà còn tuyên bố muốn gặp Ma Lang đại nhân. Không phải là đang nói chuyện cười sao? Ma Lang đại nhân cao quý đến cỡ nào, há là thứ nhãi nhép như hắn nói gặp là có thể gặp. Ngay cả tộc nhân của Ngô gia, trừ lúc hiến tế ra thì bình thường cũng không dám tùy tiện đi quấy nhiễu Ma Lang đại nhân, nhiều nhất chỉ thông qua phương thức gọi về để gặp hư ảnh của Ma Lang đại nhân một lần. Thanh niên này thật là hài hước. Ngô Thiên Bưu đè nén lửa giận trong lòng, nghiền ngẫm nói, kỳ thật tao thật tò mò, tại sao mày phải giúp Ngô Sảo Sảo, tại sao muốn gặp Ma Lang đại nhân? Chẳng lẽ mày có giao tình gì với cha con tụi nó? Không chỉ Ngô Thiên Bưu tò mò, cả Ngô Minh Sương cũng tò mò. Tuy người thanh niên này che giấu tướng mạo, nhưng Ngô Minh Sương có thể khẳng định trước kia mình chưa từng quen biết hắn. Người đã từng quen biết thì cho dù đeo khẩu trang, ông ấy cũng có thể nhận ra được. Ngô Minh Sương cũng rất nghi hoặc. Lục Vân nhìn lướt qua Ngô Minh Sương quỳ trên mặt đất, đoán ông ấy chính là cha của Ngô Sảo Sảo nên nói, tao không quen biết cha con họ, đơn thuần. Chỉ cảm thấy Ma Lang đại nhân của tụi mày quá tàn nhẫn. Còn có một nguyên nhân Lục Vân chưa nói. Hắn muốn tới xem thử mâm món chính này có hợp khẩu vị của mình không. Sự khát vọng đến từ sâu trong huyết mạch làm Lục Vân biến thành một khách hàng bụng đói kêu vang, rất muốn nhìn thấy con Ma Lang màu máu đỏ kia. Coi như gặp cho quen mặt, tương lai cắn nuốt cũng có thêm chút cảm giác thân thiết đúng không? Nhưng hắn làm sao nói ra được ý tưởng kinh người này? Nói ra làm sợ mấy bạn nhỏ thì làm sao? Cho nên Lục Vân rất tự nhiên dán lên cho mình một nhãn mác giúp đỡ chính nghĩa. Hắn vốn thật sự đang giúp đỡ chính nghĩa. Cách nói này cũng không có gì không ổn. Ngô Thiên Bưu lại như nghe thấy một trò cười lớn, dùng ánh mắt nhìn tên điên mà nhìn Lục Vân, không kiếm nén được mà châm biếm nói, cho nên mày một mình chạy tới nơi này, thuần túy là thích xen vào việc của người khác. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu nói. Có thể nói như thế. Con mẹ nó mày thật coi mình là cứu thế chủ. Ngô Thiên Bưu lập tức thu lại vẻ châm biếm trên mặt, sau đó quát một tiếng. Chân khí và huyết khí hùng hồn trong cơ thể lập tức trộn lẫn rồi trào ra mãnh liệt. Oanh! Ngô Thiên Bưu ra tay như lôi đình, chuẩn bị trực. Tiếp đánh phế Lục Vân, sau đó ép hỏi ra tung tích của Ngô Sảo Sảo. Chờ ta đánh quỳ ra chủ Ngô gia này, ta không tin con xúc sinh kia không đi ra. Lục Vân không chút yếu thế mà đẩy cái kính râm, trên sống mũi một cái, sau đó nắm tay ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo mà đập thẳng về hướng Ngô Thiên Bưu. Xúc sinh! Câu xúc sinh này của Lục Vân lập tức làm Ngô Thiên Bưu nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, to gan lớn mật, dám bất kính với Ma Lang đại nhân như thế, chết cho tao. Cho dù Lục Vân mảng ông ta là xúc sinh thì Ngô Thiên Bưu cũng không tức giận như vậy. Nhưng dám nhục mạ Ma Lang đại nhân thì tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không phải là Ngô Sảo Sảo còn nằm trên tay Lục Vân thì Ngô Thiên Bưu thật muốn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh để đánh gục hẳn ngay. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng trào ra. Trong không khí vang lên từng âm thanh như tiếng sấm. Lục Vân lại như bắt được điểm yếu của Ngô Thiên Bưu, chẳng những không thu bớt mà còn càng phách lối nói, làm người đàng hoàng không làm, không nên đi làm chó cho xúc sinh, thật là làm tao mở rộng tầm mắt. Lại là một câu xúc sinh. Ngô Thiên Bưu phẫn nộ đến vẻ mặt văn vẹo, không nói lời nào đã công kích vào người Lục Vân. Phanh! Hai nằm đấm đánh vào nhau. Mặt Ngô Thiên Bưu đanh lại. Cư nhiên không đánh gãy cánh tay của Lục Vân. Đâu chỉ không đánh gãy, Lục Vân căn bản không lui về phía sau chút nào. Quả nhiên có chút năng lực, khó trách dám một mình xông vào Ngô gia. Ngô Thiên Bưu lại phát lực đấm ra một cú. Quyền này gần như dùng hết toàn bộ sức mạnh của ông ta. Trước đó Ngô Thiên Bưu còn lo sức mạnh của tình quá lớn, sẽ một quyền đánh chết Lục Vân. Hiện tại thử ra Lục Vân không đơn giản, Ngô Thiên Bưu không nương tay nữa.
Nhưng mà, làm Ngô Thiên Bưu không nghĩ tới là dòng nháy mắt quyền này đánh ra, lại nghe Lục Vân nở nụ cười và nói, chút thực lực ấy của mày còn chưa đủ xem, mau bảo con xúc sinh kia đi ra. Ngô Thiên Bưu nhíu mày, tiếp theo thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì quả đấm của ông ta đột nhiên truyền đến một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã làm hai cánh tay ông ta run lên. Đùng! Ngô Thiên Bưu chật vật văng ra ngoài. Hai tay ông ta run rẩy, nằm tay đỏ bừng cả lên. Rốt cuộc là biến thái từ đâu chạy đến thế này? Ngô Thiên Bưu nhìn vào gương mặt Lục Vân, kính râm vẫn còn đeo, có thể thấy được giao thủ vừa rồi chỉ là chuyện còn con đối với Lục Vân. Nhưng Ngô Thiên Bưu đau. Cánh tay như sắp bị chặt đứt. Các hạ, hay anh là người của Côn Lôn? Ngô Thiên Bưu chưa từng gặp qua người có thực lực mạnh như vậy ở tuổi của Lục Vân. Chỉ có thể đoán hắn đến từ Côn Lôn. Cho dù là ở Côn Lôn, thiên phú tu luyện như vậy cũng là dạng thiên tài, tuyệt đối không phải dạng vô danh. Lục Vân lắc lắc đầu, không nói nhiều lời. Trong lòng Ngô Thiên Bưu càng kinh hãi. Không phải tới từ Côn Lôn. Thế tục còn có cao thủ như vậy sao? Ánh mắt Ngô Thiên Bưu lóe sáng, trầm mặc một lát rồi nói, các hạ, hay là chúng ta đều lui một bước, anh trả Ngô Xảo Xáo lại cho Ngô gia, tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện của anh. Ông ta ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung một câu, ngoại trừ chuyện của Ma Lang đại nhân. Tuy rằng Lục Vân rất mạnh, nhưng hiển nhiên Ngô Thiên Bưu vẫn không muốn đi quấy rầy Ma Lang đại nhân vì hắn. Lục Vân từ chối, thật có lỗi, tao không muốn bất kỳ điều kiện trao đổi nào, tao đến chỉ vì hai chuyện, thứ nhất, mang cha của Ngô Xảo Xảo đi, thứ hai, gặp con xúc sinh kia một lần. May, Ngô Thiên Bưu thấy Lục Vân cứ liên tục gọi xúc sinh, cực kỳ bất kính với Ma Lang đại nhân, ông ta vô cùng tức giận, mày thật sự không chịu lui bước. Bảo xúc sinh kia đi ra, Lục Vân trực tiếp cho thấy quyết tâm. Hai mắt Ngô Thiên Bưu chợt bản ra sát ý đáng sợ, thằng danh, mà đừng khinh người quá đáng, cố chấp nữa thì kết quả của chúng ta chỉ có ôm nhau chết chung. Ôm nhau chết chung, Lục Vân nhíu mày, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đầy hứng thú, mày muốn làm gì để chúng ta ôm nhau chết chung? Đây là mày tự tìm. Trong mắt Ngô Thiên Bưu bản ra tia hung ác, hình như đã hạ quyết tâm, ở mi tâm chợt lóe tia sáng đỏ. Quanh thân nhanh chóng ngưng tụ ra một hư ảnh huyết lang. Ông ta đang mượn sức mạnh của Ma Lang. Hơn nữa tài nghệ của ông ta mạnh hơn Ngô Tam nhiều, Ngô Tam còn cần triệu hồi hư ảnh của Ma Lang ra, sau khi tiến hành trao đổi mới có thể mượn sức mạnh này. Ngô Thiên Bưu lại hoàn thành trong nháy mắt. Ánh mắt ông ta đỏ lên 1/3. Hôm nay ta dùng sức mạnh mà Ma Lang đại nhân ban cho để phế đi thẳng danh cuồng vọng là mày. Khí tức của Ngô Thiên Bưu càng cuồng bạo hơn trước đó mấy lần. Huyết lang ngưng tụ ra nhìn chằm chằm Lục Vân, mắt sói bản ra tia hung tàn. Hô hấp của Lục Vân đột nhiên trở nên dồn dập. Lại tới nữa, cảm giác muốn cắn nuốt này lại tới nữa. Hơn nữa còn mãnh liệt hơn trước đó đụng phải Ngô Tam. Điều này làm Lục Vân càng bức thiết, càng khát vọng muốn gặp bản thể của con ma lang kia. Ngao! Huyết lang ngưng tụ ra trên người Ngô Thiên Bưu đột nhiên phát ra một tiếng giống dài điếc tai, sau đó vọt tới ngay trước mặt Lục Vân với tốc độ cực nhanh. Lục Vân nuốt nước miếng một cái, đè nén khát vọng trong lòng xuống, đôi mắt sáng loáng mà nói, đã sớm biết mày biết sử dụng chiêu này, nhưng muốn ôm nhau chết chung thì mày không khỏi quá tự tin. Bởi vì có ví dụ của Ngô Tam ở phía trước nên Lục Vân không cảm thấy kinh ngạc gì. Hắn vung cánh tay lên một cái, linh hỏa ngưng tụ thành trường kiếm lửa, gào thét đâm ra ngoài, trong nháy mắt đã xuyên vào hư ảnh của huyết lang rồi điên cuồng đan xen. Ngao ô! Huyết lang lập tức gào lên thê lương. Ngô Thiên Bưu lập tức hoảng sợ, linh hỏa. Kỳ thật hư ảnh đồ đằng mà thế ra đồ đằng bọn họ ngưng tụ ra cũng giống như u hồn tộc, đụng vào linh hỏa như đụng phải khắc tinh. Linh hỏa vừa xuất hiện, huyết lang liên tục kêu rên, hư ảnh nhanh chóng biển mất, căn bản không phát huy ra chút sức mạnh nào cả. Ngô Thiên Bưu lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hư ảnh huyết lang này là ông ta ngưng tụ ra, huyết lang bị đốt cháy thì ông ta cũng bị thương. Oanh! Nhưng vào lúc này, một khí tức tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm lập tức bao trùm lên cả tòa trang vườn của Ngô gia. Thằng danh gan chó, nếu không phải thân thể của bổn tọa bị nhốt thì nhất định đã xông ra xé xác ngươi ra. Tiếng giống động trời vang dội cả tòa trang viên. Tất cả mọi người trong Ngô gia đang run rẩy. Là Ma Lang đại nhân. Trước kia chưa từng nghe thấy Ma Lang đại nhân tức giận như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người của Ngô gia không rõ tại sao Ma Lang đại nhân tức giận. Chỉ biết đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Ma Lang đại nhân phát ra tiếng giống như thế.
Rốt cục là người nào ăn gan hùm mà dám chọc Ma Lang đại nhân tức giận như thế? Trong cấm địa trang viên, hơn 10 bóng người lập tức thương lượng rồi gào thét lao ra, chạy như bay về cùng một hướng. Mà giờ khắc này, Lục Vân trong đại sảnh suýt đã không nhịn được. Khi khí tức vô cùng uy nghiêm đối với người của Ngô gia xuất hiện, nhưng Lục Vân lại cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn không hoảng sợ như người của Ngô gia, ngược lại còn rất phấn khởi. Hắn càng xác định đó là thứ mình muốn. Giống như một khách hàng bụng đói kêu vang, đột nhiên nhìn thấy một bàn mãn hán toàn tịch, không nhịn được muốn càn quét nuốt vào bụng. Nhưng thực đáng tiếc, dạ dày của khách hàng này còn chưa được khai phá, căn bản không chứa nổi những thức ăn này. Tình huống hiện tại của Lục Vân chính là như vậy. Hắn có thể khẳng định mình nhất định có biện pháp cắn nuốt hết khí tức mà xúc sinh này tản mát ra, tựa như lúc trước cắn nuốt huyết long hồn ở ngục giam long hồn. Nhưng hắn tạm thời còn không biết nên vây khốn chúng như thế nào. Lục Vân sợ hãi đánh rắn động rừng nên chỉ có thể liều mạng kiếm nén xúc động trong lòng, làm thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Nhưng trong mắt Ngô Thiên Bưu, dáng vẻ này lại như Lục Vân đang sợ hãi, ông ta hả hê lớn tiếng quát, tên to gan lớn mật, hiện tại biết sợ rồi sao? Lục Vân không trả lời ông ta mà thu linh hỏa lại. Đồng thời hắn nâng Ngô Minh Sương đang quỳ trên mặt đất lên, gầm nhẹ một tiếng, đi. Hai người nhanh chóng phóng ra ngoài trang viên. Lục Vân lo lắng tiếp tục ở lại chỗ này sẽ nhịn không được muốn lập tức nuốt con xúc sinh kia, vậy sẽ rút dây động rừng. Cho nên chỉ có thể tạm thời rời đi. Chờ mình tìm được phương pháp thì nhất định sẽ trở về tìm con ma lang đó. Siêu vèo vèo. Khi Lục Vân mang Ngô Minh Sương rời đi không bao lâu thì hơn 10 cái bóng đã xuất hiện ở đại sảnh. Bọn họ mặt không đổi sắc, hai mắt đỏ bừng. Ngay cả Ngô Thiên Bưu nhìn thấy bọn họ cũng cảm thấy trong lòng rung động, ngực bị đè nén, không thở nổi. Trước kia những người này đều là tộc nhân của Ngô gia, sau khi hiến tế toàn bộ linh hồn cho Ma Lang đại nhân thì hiện tại đã mất đi ý thức tự chủ, hoàn toàn bị ý thức của Ma Lang đại nhân thao túng. Ngô Thiên Bưu cũng không sai khiến được bọn họ. Hơn nữa sau khi bọn họ hiến tế toàn bộ linh hồn thì thực lực thế còn mạnh hơn lúc họ có ý thức tự chủ đích gấp vài phần. Bởi vì trạng thái bây giờ của bọn họ có thể hoàn mỹ bộc phát ra sức mạnh mà Ma Lang đại nhân ban cho. Trong đó có mấy người trước kia là trúc cơ hậu kỳ, mà bây giờ thực lực đã lên đến kim đan kỳ. Kinh khủng hơn chính là một ông lão tóc bạc, không biết cụ thể là khi nào hiến tế toàn bộ linh hồn, chỉ biết thực lực bây giờ của ông ta cực kỳ đáng sợ, đủ sánh ngang với kim đan kỳ hậu kỳ. Đây là một vũ khí cực mạnh của Ngô gia. Chỉ tiếc Ngô Thiên Bưu không sai khiến được ông ta. Không khí trong đại sảnh cực kỳ áp lực, Ngô Thiên Bưu không dám thở mạnh lấy một tiếng. May mắn là những người này không ở lâu, thấy nơi này đã mất đi mục tiêu của bọn họ thì lập tức xông ra ngoài, chia nhau ra truy kích Lục Vân. Lục Vân đang kéo theo một người nên nhất định trốn không xa được. Ngô Minh Sương miễn cưỡng hoàn hồn nói, các hạ, ngài vừa nói xảo xảo đang nằm trên tay ngài, là thật sao? Phải Lục Vân bình tĩnh trả lời. Ngô Minh Sương lo lắng hỏi. Tôi không biết rốt cục ngài có dụng ý gì, nhưng Xảo Xảo là một đứa nhỏ đáng thương, xin ngài đừng tổn thương nó được không? Kỳ thật ông ấy hơi hoài nghi Lục Vân. Trên đời này làm sao lại có người tốt như vậy, không quen không biết, căn bản không cần phải giúp họ. Nhất là tu luyện giả, đại đa số tính cách của họ đều khá ích kỷ, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà có thể tàn sát cả bạn bè, càng khỏi phải nói đến thương hại người khác. Tu luyện giả luôn coi ích lợi là hàng đầu. Đại thánh nhân căn bản không thể tồn tại. Đương nhiên Lục Vân biết suy nghĩ trong lòng Ngô Minh Sương. Trong hoàn cảnh sinh tồn của Ngô gia, hàng năm hiến tế một sinh mệnh cho con xúc sinh kia, hơn nữa sinh mệnh này còn là tộc nhân của họ, vậy mà họ lại thờ ơ không quan tâm, có thể thấy được máu lạnh đến mức nào. Lần này nếu không phải hiến tế con gái của Ngô Minh Sương thì ông ấy nhất định cũng duy trì thái độ máu lạnh này. Với loại người này, nếu nói mình thật sự gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thì phỏng chừng đánh chết ông ấy cũng không tin. Lục Vân lười giải thích, chỉ nói giản lược rằng, tôi đến Ngô gia là do có lợi ích, nhưng không liên quan đến ông, tôi cứu ông là vì đã hứa với Ngô Xảo. Xảo, ngài thật sự sẽ không tổn thương Xảo Xảo, Ngô Minh Sương còn chưa tin tưởng lắm. Chờ ông nhìn thấy con bé thì sẽ hiểu, Lục Vân không giải thích nữa. Lúc này, phía sau bỗng truyền đến một tiếng xé gió vang dội. Thằng nhãi gan chó, mạo phạm bổn tọa còn muốn bình yên rời đi, trên đời này có chuyện hời như vậy sao? Đuổi theo họ là một ông lão tóc bạc vẻ mặt chết lặng, nhưng tiếng gầm lên lại tràn đầy phẫn nộ,
giống tiếng giống động trời lúc nấy Lục Vân nghe thấy ở Ngô gia như đúc. Không cần phải nói, đây là một con rối của ma lang. Ngô Minh Sương thấy ông lão tóc trắng đuổi theo thì lập tức sợ hãi, nói, các hạ, giúp tôi tháo bỏ xiềng xích trên tay, tôi đi chặn người nọ lại, chờ ngài chạy thoát thì giúp tôi chăm sóc cho Xảo Xảo. Ông ấy biết ông lão tóc trắng này khủng bố đến mức nào, thực lực sánh ngang kim đan kỳ hậu kỳ. Ngô Minh Sương chỉ có thể quên mình đi kéo chân ông ta, chừa cho Lục Vân thời gian chạy trốn. Hiện tại ông ấy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lục Vân sẽ không làm tổn thương con gái mình. Nhưng ngay khi Ngô Minh Sương đã sẵn sàng phải chết mà quyết tâm nói xong câu đó, Lục Vân đột nhiên quỷ dị dừng bước, nghỉ hoặc hỏi, trốn. Tại sao phải trốn? Tại sao phải trốn? Vấn đề này hỏi rất bất hợp lý, làm Ngô Minh Sương nhất thời không biết trả lời như thế nào, không phải chúng ta vẫn luôn trốn sao? Không phải sợ bị những người đó đuổi theo sao? Hiện tại kẻ lợi hại nhất đã đuổi tới, hắn lại đột nhiên ngừng lại, còn hỏi tại sao phải trốn? Ngô Minh Sương thực hoang mang. Sao ông ta hiểu được suy nghĩ của Lục Vân? Lục Vân chạy ra khỏi Ngô gia đâu phải do sợ những người đó, hắn sợ là mình không khống chế được làm con ma lang kia sợ thôi. Khí tức bản thể của ma lang dễ làm hắn không khống chế được, hiện tại rời khỏi trang viên kia đã khá hơn nhiều. Tuy rằng trên người ông lão tóc trắng đuổi theo phía sau cũng có khí tức của ma lang, nhưng vẫn còn trong phạm vi khắc chế của Lục Vân, cho nên hắn căn bản không cần tiếp tục chạy. Việc này không cần phải giải thích với Ngô Minh Sương, Lục Vân sẽ không nói với ông ấy, bởi vì đây là bí mật của hắn. Thằng nhãi gan chó, để mạng của ngươi lại cho bổn tọa. Ông lão tóc trắng đã mặt không đổi sắc mà đánh tới, hai mắt hiện lên tia sáng đỏ, giống như tiếng nói vừa rồi của ông ta không phải phát ra từ cổ họng, mà là từ ánh mắt. Hoàn toàn là một con rối. Các hạ, thực lực của người kia ngang về kim đan kỳ hậu kỳ, ngài mang theo trói buộc là tôi thì không trốn thoát được. Ngô Minh Sương không biết tại sao Lục Vân lại đột nhiên dừng lại, còn hỏi lại câu kỳ quái như vậy, ông ấy hơi sửng sốt, lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị dùng thân thể níu giữ ông lão tóc trắng. Nhưng ông ấy còn chưa nói hết thì bên tai lại đột nhiên nổi lên một cơn gió xoáy. Lục Vân đã vọt về hướng ông lão tóc trắng. Ầm ầm, một quyền không thể tưởng tượng nổi chợt đập tới. Trong cơ thể ông lão tóc trắng lập tức bộc phát ra một tiếng giống vô cùng động, đáng chết. Sụp đổ. Ông lão tóc trắng mặt không đổi sắc mà sụp đổ. Chỉ có tiếng gầm giận dữ kia còn quanh quẩn giữa không trung. Ngô Minh Sương trực tiếp choáng váng. Ông lão tóc trắng kia có thể sánh ngang với kim đan kỳ hậu kỳ, lại bị một đấm của Lục Vân đánh nát như vậy sao? Thực lực của thanh niên này lại khủng bố như vậy. Trước đó hắn chưa dùng hết toàn lực. Nhưng nếu thực lực của hắn kinh khủng như vậy thì vừa rồi cần gì phải chạy trốn nhanh thế? Hoàn toàn không cần. Ngô Minh Sương không ngừng suy nghĩ, rất nhanh đã cho ra một kết luận, sở dĩ Lục Vân bỏ chạy có lẽ là bị khí thế của ma lang đại nhân làm khiếp sợ. Nhưng bản thể của ma lang đại nhân đã bị phong ấn, căn bản không ra được, chỉ có thể dùng hình thức hư thể hiện thân, khí thế tuy khủng bố nhưng hoàn toàn không làm gì được Lục Vân. Đây là bí mật của thế gia Đồ Đằng. Ngô Minh Sương suy tư một lúc rồi không tính nói bí mật này cho Lục Vân. Tuy rằng ông ấy không vâng lời Ngô gia, tự tiện để Ngô Xảo Xảo chạy, nhưng trong xương tủy vẫn vô cùng sợ hãi ma lang đại nhân. Ngô gia còn đang phải gánh chịu áp lực kinh khủng, giống như sấm chớp mưa bão buông xuống. Tất cả mọi người cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa loại áp lực này càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ma lang đại nhân đang không ngừng tăng lên. Khủng bố đến cực điểm. Ngô Thiên Bưu, lập tức cút đến cấm địa huyết trì cho ta. Tiếng giống giận dữ của ma lang đột nhiên nổ vang. Cả người Ngô Thiên Bưu run như cầy sấy, biết những người đuổi theo nhất định đã xảy ra chuyện bất chắc, nếu không ma lang đại nhân không có khả năng tức giận như vậy. Còn chủ động gọi ông ta đến cấm địa huyết trì. Ngô Thiên Bưu không dám chậm trễ giây nào. Cấm địa huyết trì nằm trong một đại điện trang nghiêm, bình thường không ai dám tới gần, nếu không chính là bất kính đối với ma lang đại nhân. Ngô Thiên Bưu lảo đảo đi tới cấm địa huyết trì, mùi máu gay mũi đập vào mặt. Ngô Thiên Bưu, cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, người thật rác rưởi. Tiếng nói của ma lang làm chấn động cả đại điện. Ngô Thiên Bưu suýt bị hù tiểu ra quần. Liều mạng dập đầu xuống bên cạnh huyết trì, ma lang đại nhân tha mạng. Ma lang đại nhân tha mạng, là thuộc hạ làm việc bất lực, thuộc hạ rác rưởi. R. Mang 10 tộc nhân lại đây, lập tức hiến tết. 10 người. Ngô Thiên Bưu lập tức hoảng sợ.
Trước kia hàng năm chỉ cần hiến tế một người, nhưng những người đó đều là ma lang đại nhân chọn lựa kỹ càng, huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Năm nay đến phiên Ngô Xảo Xảo, ai biết lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Hiện tại Ngô Xảo Xảo chạy mất, cần dùng 10 người của Ngô gia để thay thế hiến tế. Ngô Thiên Bưu nói, ma lang đại nhân, xin ngài cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định sẽ bắt Ngô Xảo Xảo trở lại, hoàn thành hiến tế trong thời gian quy định. Bổn tọa không này kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, lập tức làm theo lời ta nói, nếu không ta bắt người hiến tế đầu tiên. Vâng vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Ngô Thiên Bưu hoảng sợ muốn chết, thoát khỏi đại điện thật nhanh, lấy hiệu suất làm việc cực cao mang 10 tộc nhân Ngô ra về. Bọn họ đã đoán ra cái gì nên đều run rẩy kịch liệt. Trong đó có một số người là tín đồ cuồng nhiệt của Ma Lang, cảm thấy có thể hiến tế mình cho Ma Lang đại nhân là một loại vinh dự, cho nên bọn họ đang kích động run rẩy. Mà đa số là đang sợ hãi. Bình thường có thể sẽ hô hào khẩu hiệu, nói có thể trở thành con cưng của Ma Lang đại nhân là vinh quang lớn lao, nhưng thật sự đến phiên bọn. Họ thì cả đám đều sợ muốn chết. Ngô Thiên Bưu mặc kệ bọn họ đang kích động hay là đang sợ hãi, vô tình nói, nhảy. Bang bang phanh. Mấy tín đồ cuồng nhiệt không chút do dự thả người nhảy vào huyết trì, mà trong nháy mắt bọn họ tiến vào phạm vi huyết trì thì thân thể lập tức bị một sức mạnh quỷ dị đập nát, hóa thành xương máu mà bay lả tả xuống. Những người còn lại thì thật sự cảm thấy sợ hãi, thấy cảnh này sợ tới mức nhũ ra, gan muốn nứt ra. Đi xuống. Ngô Thiên Bưu không chút lưu tình mà ném từng người bọn họ xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, nhưng không kéo dài bao lâu thì xương máu đã tan đi. Tất cả trở lại yên lặng. Dưới đáy huyết chỉ có một thứ gì đó hình tròn, xung quanh có khắc đầy phù văn quỷ dị, phù văn đều đang thắp sáng, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Khi những người này bị hiến tế, rốt cục phù văn cuối cùng kia cũng sáng lên. Ngay chính giữa vòng tròn, một đôi mắt sói hung tàn từ từ hiện lên. Hơn 20 năm qua, hàng năm chỉ có thể cởi bỏ một phong ấn, hôm nay rốt cục phong ấn cuối cùng cũng phá được 9 phần, bổn tọa sắp phá tan huyết chỉ rồi. Ha ha ha! Ma lang miệng phun tiếng người, cười điên cuồng lên, cả đại điện đang run rẩy kịch liệt. Ngô Thiên Bưu quỳ rạp trên mặt đất, cung nghênh ma lang đại nhân trở về. Trong thời gian gần đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy bổn tọa cần ngưng tụ tất cả tỉnh lực, hoàn toàn phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng. Thuộc hạ đã hiểu. Ngô Thiên Bưu cung kính lui ra. Tâm tình ông ta cũng rất kích động. Ma lang đại nhân của bọn họ bị một cường giả tuyệt thế phong ấn trong huyết trì này vào hơn 20 năm trước. Hàng năm hiến tế một con cưng là để cởi bỏ phong ấn huyết trì. Năm nay chính là lớp cuối cùng. Nếu lần này hiến tế là Ngô Xảo Xảo thì phong ấn có thể lập tức được phá vỡ, nhưng đáng tiếc lại xuất hiện sự cố này. Nhưng sau khi vừa hiến tế 10 người kia, lớp phong ấn cuối cùng đã mở ra 9 phần, chỉ còn thiếu một chút nữa thì ma lang có thể dựa vào sức của chính nó mà phá tan. Đại khái còn cần 10 ngày nửa tháng. Lúc này Lục Vân đã về tới tỉnh Giang Nam, chưa về nhà. Tuy hắn hứa với Ngô Xảo Xảo sẽ cứu Ngô Minh Xương ra, nhưng hắn lại không tin tưởng Ngô Minh Xương. Không thể mang ông ấy về nhà được. Vì thế hắn đến thành phố kế bên, sau đó bảo Liễu Yên Nhi mang Ngô Xảo Xảo tới gặp mặt hắn. Khi nhìn thấy Ngô Xảo Xảo, rốt cục Ngô Minh Xương cũng tin Lục Vân quả thật không có ác ý với hai cha con bọn họ. Cảm ơn, cảm ơn. Ngô Minh Xương vô cùng cảm kích. Ngô Minh Xương do dự một lát rồi vẫn quyết định nhắc nhở Lục Vân, nói, các hạ, nếu về sau không cần thiết thì tốt nhất đừng đi trêu chọc Ngô gia. Ông ấy biết thực lực của Lục Vân rất mạnh, đủ để quét ngang Ngô gia bây giờ. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là bản thể của Ma Lang đại nhân còn bị phong ấn trong huyết trì. Một khi Ma Lang đại nhân xông ra khỏi phong ấn thì nhất định kinh khủng hơn Lục Vân gấp trăm lần ngàn lần. Nếu Lục Vân còn dám đi trêu chọc Ngô gia thì sẽ không dễ dàng chạy trốn ra ngoài giống như hôm nay. Ngô Minh Xương cũng không tiện nói quá nhiều bí mật về Ma Lang đại nhân, chỉ có thể nhắc nhở đến nước này, đây là nề mặt Lục Vân đã cứu hai cha con bọn họ. Ông ấy không nói thì Lục Vân cũng đoán được đại khái, cười nói, Ma Lang đại nhân kia của các người bị nhốt ở một chỗ nào đó trong Ngô gia đúng không? Ngô Minh Xương biến sắc. Lục Vân nói, không cần kinh ngạc, cái này không khó đoán. Nếu không phải bị vây khốn thì tôi quấy rối Ngô gia thành như vậy, nó đã sớm hiện thân, mà không phải chỉ phái con rối đuổi giết tôi. Các hạ thực thông minh, Ngô Minh Xương liếc nhìn Lục Vân với ánh mắt phức tạp. Không muốn lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này, lại cảm kích Lục Vân vài câu sau,
liền mang theo nữ nhỉ của hắn ly khai nơi này. Liễu Hiên Nhi nói, tiểu Lục Vân, em nói thế gia đồ đằng gì đó sẽ dễ dàng buông tha cho hai cha con bọn họ như vậy sao? Lục Vân lắc đầu, không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể giúp họ tới đây. Cô bé kia thật đáng thương. Chị Hiên Nhi làm sao vậy, không phải là dâng trào tình thương của mẹ đó chứ? Một khi đã như vậy thì không bằng hai chúng ta tìm cái khách sạn. Nhỏ nói chuyện nhân sinh đi, hắc hắc. Lục Vân lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt đê tiện cực kỳ càn rỡ nhìn lướt qua dáng người nóng bỏng của Liễu Hiên Nhi. Kể từ khi biết vị chị ba là Hồ Ly Tinh, Lục Vân nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không thích hợp. Thật sự là không đứng đắn nổi. Rất muốn trải nghiệm mùi vị bị Hồ Ly Tinh quyến rũ. Liễu Hiên cười cong cong đôi mắt đẹp, ôm lấy Lục Vân và nói, được thôi, hơn nữa đã rất lâu rồi chị không tìm em phụ trợ tu luyện, nhịn rất. Khó chịu luôn đó. Cô uốn éo cà cà lên người Lục Vân, phỏng chừng không người đàn ông nào có thể chịu được dáng vẻ quyến rũ kia. Đương nhiên Lục Vân cũng miệng khô lưỡi đắng. Nhất là phần bên ngoài cánh tay truyền tới xúc cảm mềm mại co dấn làm Lục Vân nhịn không được hết sức thỏa mãn. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chuyện. Trước đó ở tỉnh Vân Quý, khi hắn đi bái tế với Liễu Hiên Nhi thì Diệp Khuynh Thành có gọi đến, nói với Lục Vân sau khi trở lại tỉnh Giang Nam thì tốt nhất đừng lộ ra khí tức tu luyện giả. Người của Chu gia thư viện Vân Sơn đang tìm hắn. Đương nhiên hiện tại Chu gia không biết Lục Vân chính là hung thủ giết chết Công Tử Vũ. Nhưng điều này cũng nhắc nhở Lục Vân. Hắn cần một cái mặt nạ hoàn toàn mới để che giấu thân phận, như vậy có thể hạn chế rất nhiều phiền toái, không đến mức liên lụy các chị. Bởi vì hắn không có khả năng luôn đeo khẩu trang và kính râm. Bình thường ăn mặc như vậy không có gì, cũng giống như những minh tinh đi trên đường phố, nhưng đụng phải tu luyện giả, khi đang giao thủ với bọn họ thì đeo kính râm quá bất tiện. Lần này ở Ngô gia chính là như thế. Hắn vừa giao thủ với Ngô Thiên Bưu, còn phải vừa giữ cho cái kính không rơi xuống, rất phiền toái. Nếu có mặt nạ thì có thể không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Dù sao sau khi chọc đại họa, tháo mặt nạ xuống thì không ai biết mình làm, dĩ nhiên sẽ không đưa phiền toái về nhà. Lục Vân quyết định làm như vậy, tạo ra một cái mặt nạ mới tương tự với mặt nạ long thủ. Không, không phải một cái, phải chế tạo ra 10 cái mặt nạ kiểu dáng khác nhau, mỗi ngày căn cứ vào tâm tình mà đổi một cái, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ thích mới mẻ vậy thôi. Nếu nghĩ được ra cách thay đổi cả hình thể của hắn. Nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích. Cuối cùng Lục Vân không giúp Liễu Hiên Nhi tu luyện, để tránh lộ ra khí tức tu luyện giả, rước lấy một số phiền toái không cần thiết. Sau khi tìm người tạo ra cái mặt nạ, Lục Vân trực tiếp đến Côn Lôn. Bởi vì hắn nghe Diệp Khuynh Thành nói Lữ Khinh Nga muốn gặp mình, rất muốn gặp, hơn nữa nhờ Diệp Khuynh Thành chuyển lời rằng chỉ cần hắn trở lại thì lập tức đến Thư viện Vân Sơn một chuyến. Đương nhiên Lục Vân biết người phụ nữ kia có tâm tư gì. Hơn nữa hẳn đã hứa với Vương Băng Ngưng sẽ đến Thư viện Vân Sơn thăm cô, cho nên rất nhanh hắn đã vui vẻ đi đến đó. Sau khi tiến vào Côn Luân, Lục Vân đi đến Đan Dương Tông, từ chỗ Cốc Thanh Sơn biết được Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp, vì vậy hắn không làm phiền nữa. Chẳng mấy chốc đã đến Thư viện Vân Sơn. Nhà họ Mạc, Lữ Khinh Nga đã nhận được tin tức, lập tức tung tăng chạy từ trường về nhà, đích thân đón tiếp Lục Vân. Nhìn là biết nhiệt tình đến mức nào. So với lần ở Đan Dương Tông thì khác nhau như trời với đất. Lục Vân à, trước kia bác gái hiểu lầm cháu, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, chắc cháu sẽ không trách bác gái chứ. Lữ Khinh Nga tỏ vẻ rất thân quen, cười nói. Nếu tôi nói có thì bác gái có để ý không? À, không sao không sao, bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ oán trách. Trước kia bác gái làm sai cho nên bác gái sẽ bồi thường cho cháu. Bồi thường cho tôi? Lục Vân cười nói. Vậy bác gái định bồi thường cho tôi kiểu gì? Hay là, tôi gả Băng Ngưng cho cháu nhé, hay gả Thanh Uyển cho cháu cũng được, hay là gả cả hai đứa cho cháu. Chỉ cần cháu đồng ý, tôi lập tức chuẩn. Bị đám cưới cho mấy đứa. Lữ Khinh Ngữ lại gần Lục Vân, nháy mắt, tỏ vẻ ta đây rất hiểu đàn ông các cậu, với đàn ông thì càng nhiều vợ càng tốt. Trước khi đến nhà họ Mạc thì Lục Vân cũng đoán được người phụ nữ này có ý định gì. Nhưng hắn không ngờ bà lại hào phóng như vậy. Cũng không ngờ bà lại gấp gáp như vậy. Rõ ràng muốn thông qua lễ cưới để ăn mặc của mình. Lục Vân đánh giá Lữ Khinh Nga với ánh mắt quái dị, nói đùa, bác gái, thật ra tôi thích càng thích phụ nữ trưởng thành, rụt rè và bị động hơn. Thích bị động. Thích bị động với phụ nữ trưởng thành có liên quan gì với nhau?
Lữ Khinh Nga sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra hàm nghĩa trong lời của Lục Vân. Lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Tuy Lữ Khinh Nga từng trải qua rất nhiều chuyện nhưng cũng phải đỏ mặt, khuôn mặt vượt qua tháng năm của bà hiện lên sự quyến rũ chết người. Lục Vân hờn dỗi trừng mắt nhìn Lục Vân, Lục Vân, tôi đã lớn tuổi rồi, cậu đừng đùa với tôi như vậy. Nếu cậu với tôi bằng tuổi nhau. Lữ Khinh Nga vội dừng lại, bà biết nếu nói thêm nữa sẽ không ổn, sẽ ngược với luân thường đạo lý. Lục Vân này thật là, chính mình là trưởng bối mà hắn lại dám đùa giỡn mình như vậy. Hơn nữa khả năng cao sau này mình sẽ trở thành mẹ vợ của hắn, nói mấy lời mờ ám như vậy, sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Không được không được, tuyệt đối không được, Lữ Khinh Nga cố làm bản thân tỉnh táo lại, kéo khoảng cách, Lục Vân, tôi rất nghiêm túc bàn bạc với cậu có muốn kết hôn hay không? Hai con gái của tôi đẹp như vậy, cậu tuyệt đối không bị thiệt. Bà nhìn Lục Vân với ánh mắt chờ mong. Thấy Lục Vân im lặng, còn nói thêm, không phải cậu từng nói muốn cưới. Băng Ngưng làm vợ hay sao? Ngay cả chuyện này mà Vương Băng Ngưng cũng nói cho bà. Lục Vân chột dạ, sau đó lắc đầu. Ô yêu vương kia không chỉ tư tưởng không khỏe mạnh, còn không giữ được mồm mép, không có gì mà cô không thể nói. Ngay cả những lời vui đùa hồi nhỏ của bọn họ mà cô cũng nói cho Lữ Khinh Nga. Lữ Khinh Nga bình tĩnh nói, Lục Vân, thật ra vào lần đầu gặp cậu, tuy ấn tượng của tôi về cậu không tốt lắm, nhưng sau lại phát hiện ra cậu dũng cảm thừa nhận sai lầm, dám làm dám chịu, vì vậy tôi cảm thấy cậu rất đáng tin cậy. Lục Vân ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải bởi vì bà thấy được thực lực của tôi cùng với Tê, người thừa kế ý chí của Thanh Đế, nên bà mới thay đổi cái nhìn về tôi hay sao? Lữ Khinh Nga trừng mắt nhìn hắn, nói vớ vẩn, tôi là loại người hám lợi như vậy sao, rõ ràng tôi coi trọng nhân phẩm của cậu. Bà chính là người hám lợi. Xin lỗi, lỡ nói lời trong lòng ra, chắc bà sẽ không để ý chứ. Lục Vân cười xin. Sao Lữ Khinh Nga lại không biết Lục Vân đang đối đầu với mình chứ, vì thế bà nghiêm túc hơn, cậu chỉ cần nói cậu có kết hôn hay không. Bà bắt đầu nóng nảy, bắt đầu ép cưới, Lục Vân kiên trì lắc đầu, tạm thời chưa cưới được. Tuy hắn từng nói phải cưới hết 7 chị gái, cũng nảy sinh ra ý muốn tham lam này, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Trên người Lục Vân có quá nhiều bí mật, còn chưa giải quyết tai họa ngầm của tộc U Hồn, còn có người cha máu lạnh vẫn chưa có tin tức gì của hắn. Quá nhiều gánh nặng. Hơn nữa, cho dù thật sự cưới, người đầu tiên mà Lục Vân nghĩ đến là chị Năm Sở Giao. Bởi vì cô ấy mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Được, cậu không chịu cưới đúng không? Lữ Khinh Nga thấy Lục Vân từ chối, đành phải thi triển một chút thủ đoạn, nếu cậu không chịu cưới, vậy tôi đành phải để Băng Ngưng gả cho người đàn ông khác. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Vân lạnh như băng. Lữ Khinh Nga lại vờ như không thấy, cố ý kích thích, dù sao thư viện Vân Sơn chúng tôi có rất nhiều sinh viên xuất sắc, có vô số người muốn leo lên nhà họ. Mặc chúng tôi, cậu không cưới nhưng có rất nhiều người muốn cưới. Bà xác định không nói đùa với tôi. Hừ. Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa với cậu hả? Băng Ngưng đã đến tuổi kết hôn, không có khả năng lãng phí thời gian để chờ cậu. Lữ Khinh Nga ra vẻ kiên quyết. Lục Vân tạm dừng rồi tự tin nói, chiêu khích tướng này không có tác dụng với tôi. Chị Tư không có khả năng đồng ý gả cho người đàn ông khác, ít nhất bây giờ cô ấy sẽ không đồng ý. Tuy nói vậy nhưng câu này của bà đã chọc trúng tâm sự của Lục Vân. Hắn không thể để bọn họ chờ mãi được. Nhưng hắn đâm thủng lớp màng này kiểu gì đây? Ngay cả người đã tiếp xúc cự ly âm với Lục Vân như Sở Giao, song việc cả hai đều vờ như chưa xảy ra chuyện gì cả, không ai chủ động nhắc đến chuyện hôm đó. Sợ nói ra cả hai lại xấu hổ. Lại nhắc đến Diệp Khuynh Thành. Cô đã biểu hiện tình yêu vượt qua tình chị em với Lục Vân rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn có ngăn cách. Muốn vượt qua sự ngăn cách này không chỉ cần mỗi dũng khí, còn phải cần cơ hội. Một tình huống đặc biệt giống như lúc xảy ra quan hệ với Sở Giao. Hơn nữa cơ hội này cần phải rất tự nhiên. Ngày đó chuyện giữa Lục Vân và Sở Giao là do hai lão không đứng đắn kia bắt tay tạo ra một cơ hội cho họ, nhưng ngược lại lại dẫn đến cục diện xấu hổ kia. Không giúp được gì cả. Lục Vân thầm thở dài. Chuyện tình cảm vốn rất phức tạp, nói gì đến cả 7 đoạn tình yêu. Lục Vân cũng rất đau đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.